Kiều Hoa tên thật Khưu Thị Bông, sinh năm 1950 Canh Dần, tại thị xã Cà Mau, trong một gia đình ngư tiều gồm có 7 anh chị em. Kiều Hoa thứ ba, chỉ còn có một em gái từng là nghệ sĩ khá nổi tiếng, hát chánh nhiều sân khấu là nghệ sĩ Kiều Lan, vợ của tác giả nhà báo Thạch Tuyền, một người em trai là tác giả Chí Mai, chuyên viết kịch hài cho các hãng sản xuất video. Ba Kiều Hoa là người chụm lửa, đốt lò chạy tàu thủy, từ đất liền ra Côn Đảo. Từ nhỏ, bé Bông đã theo gia đình ra ở Côn Đảo, thấy cô bé có giọng ca hay. Một số nhân biết đoàn ca tài tư đã dạy cho cô ca hát, trong đó có soạn giả Kiên Tâm, người ở tỉnh Vĩnh Long, là tù chính trị bị đày ra Côn Đảo. Chính ông là người thầy đầu tiên dạy cho bé Bông biết thế nào là hò, sự, sang, dệt cống. Sau này, gia đình chị chọn lên ở hẳn Sài Gòn. Hồi nhỏ, chị rất mê giọng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Hương. Biết được nhạc sĩ Út Trong có mở lò dạy, chị đã đến học thêm. Năm 1963, chị bắt đầu theo nghề hát. Sân khấu đầu tiên là đoàn cải lương Kinh Đô, Hoài Trung Hoài Mỹ, chuyên hát những vai đào con. Chị lấy nghệ danh là Kiều Bông, soạn giả điêu huyền sử lại là Kiều Hoa. Chị đã trải qua các đoàn hát Tuấn Kiệt, đoàn Trăng Mùa Thu, Sao Ngàn Phương. Kiều Hoa bắt đầu hát vai chánh từ năm 17 tuổi. Ở đoàn Sao Ngàn Phương, kép chánh thời đó là Hữu Lợi. Tại đây, Kiều Hoa đã gặp tác giả Hoài Nhân, là giám đốc kỹ thuật của đoàn. Sau này trở thành ông bầu lập nên hai đoàn cải lương Sao Ngàn Phương L và 2. Một thời nổi tiếng, Kiều Hoa và Hoài Nhân có gần 30 năm gắn bó. Sau này vì nhiều lý do riêng, họ đã chia tay từ năm 1995. Họ có hai đứa con, một trai là Vĩnh Thuyên, sinh năm 1970, làm quản lý cho nhiều ca sĩ. Con gái là Như Quỳnh, sinh năm 1974, tuổi Dần Ẩn tuổi mẹ. Giọng nồng và sở trường hát đào võ. Kiều Hoa có giọng ca ngọt ngào, âm vực rộng, chất giọng kim, khỏe, có một chút âm hưởng Lệ Thủy, lại thêm một chút âm hưởng Phượng Liên, nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình, được liệt vào hàng những giọng ca hay của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Thanh Hằng là đàn em từng hát chung đoàn với Kiều Hoa, đã ít nhiều chịu ảnh hưởng giọng ca của đàn chị. Kiều Hoa rất thích giọng ca của Thanh Hằng, sở trường hát những vai đào võ, thể hiện tính cách mạnh mẽ, giống như con nuôi thật ngoài đời của chị, là người có bản tính ngay thẳng, nam tính nhiều hơn nữ tính, rất dễ hòa đồng với mọi người, quan hệ với các đồng nghiệp nam như mình là con trai. Đoàn Sao Ngàn Phương là sự nghiệp chung của Hoài Nhân, Kiều Hoa, cả gia đình chị là thành viên của đoàn. Sau năm 1975, đoàn đổi tên thành Song Bé Ba, rồi tiếng hát Kiều Hoa cho đến năm 1994 tiện dân hoạt động hắn. Đó chính là mái ấm của gia đình chị, có lẽ vì cái nghiệp làm bầu, cả thời vàng son của mình, Kiều Hoa đã dốc hết sức phung bồi cho Sao Ngàn Phương, Song Bé Ba, tiếng hát Kiều Hoa, chị đã từng tạo được nhà cửa khang trang, xe hơi lộng lẫy được sự tôn trọng của đồng nghiệp, sự yêu mến của khán giả khắp mọi miền đất nước. Nhưng theo quy luật khắc nghiệt của vòng đời, lúc thịnh lúc suy, bao nhiêu của cải, tài sản có được, chị đã đầu tư vào đoàn hát trong những năm khó khăn sau này, đã làm cho chị trắng tay, thời gian sau này, chị phải lặn lội đi hát xong, mở quán nghệ sĩ, Hùng mở quán ăn, vật lộn với cuộc sống. Đồng nghiệp có người an ủi chị, con gái tuổi Dần cao số, nên cả đời cứ phải vất vả, long đong. Kiều Hoa không kém tài, nhưng vì cứ mãi lưu chuyển theo đoàn nhà đi tỉnh nhiều nên trước năm 1975, giọng ca Kiều Hoa ít được phổ biến trên phát thanh, truyền hình, nhất là các băng dĩa nhạc của các hãng nổi tiếng. Chỉ sau năm 1975, giọng ca của Kiều Hoa mới được xuất hiện thường xuyên trên sóng phát thanh, trên các hãng băng dĩa. Chị đã từng nổi tiếng với bài ca Lan Trắng của tác giả Thanh Hiền đã được hãng băng dĩa Sài Gòn Audio phát hành rộng rãi. Nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng đã từng hát bài này. Chưa chỉ có Kiều Hoa hát hay nhất, thể hiện đúng nội tâm nhân vật, đúng ý đồ tác giả gửi gắm qua bốn câu vọng cổ. Khoảng thập niên 90 là thời kỳ cực thịnh của hãng băng dĩa nhạc Rafaco, cũng chính là thời điểm mà Kiều Hoa được mời thu nhiều vai chánh nhất trong suốt quá trình đi hát của mình. Những vở tuồng, Độc Thủ Đại Hiệp, Lời Thề Trước Miễu, Phấn Hương Đoạt Nhãn và trên 30 vở cải lương khác của Rafaco cho Kiều Hoa đóng chánh thật xuất sắc, cùng với những giọng ca vàng của sân khấu cải lương như Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Tuấn, Hoài Thanh, Châu Thanh, Vũ Linh, Linh Vương, Bảo Quốc, Bảo Trung, Truy Phương.
đi bán rất chạy, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả mộ điệu cải lương. Cho đến hôm nay vẫn còn tái bản trên CD. Kiều Hoa là một trong những nghệ sĩ đầu tiên thu video cải lương trong vở Tuồng Sang Hậu của soạn giả Quy Sắc. Hợp tác với ông Lương Hoành mở ra hướng phát triển cải lương video sau này. Kiều Hoa cũng là nghệ sĩ tỉnh duy nhất đoạt giải Ai Toàn Quốc Huy Chương Vàng năm 1983 cùng với các tài danh sân khấu đương thời như Minh Phương, Lệ Thủy. Sau khi cho đoàn tiếng hát Kiều Hoa ngưng hoạt động năm 1994, chị về công tác với đoàn văn công thành phố, hát chung với Minh Phụng nhiều vở tuồng hay, xuất sắc nhất trong vai Ngựa Ọi vợ giả trai trong vở Chiếc Bóng và nỗi văn tình của tác giả Doãn Hoàng Giang, Lê Duy Hành. Sau đó một thời gian, chị từ giả hắn sân khấu chuyên nghiệp về nhà hợp cùng với các nghệ sĩ Minh Tiến, Chí Hái, tổ chức đi hát sau lẻ. Mọi người gặp một Kiều Hoa rất bụi, ca hát xả láng với anh em, anh to nói lớn, vui là cười ha hả. Sau đó, Kiều Hoa mở quán nghệ sĩ, lúc đầu làm ăn kha khá, về sau lỗ lã, vài lần thay đổi. Tiểu muội bắt buộc ăn ca, phải nhận chiếc áo của Cẩm Loan đó. Kìa, Cẩm Loan, Cẩm Loan con ơi. Điều rất đáng quý ở Kiều Hoa, lúc huy hoàng làm chủ hay lúc thất cơ lỡ phận vẫn giữ được sự giang hòa, cần gũi với bạn bè đồng nghiệp, nhất là với các lớp nghệ sĩ đàn em, họ rất yêu quý một đàn chị tài năng mà giản dị. Năm 2007, Kiều Hoa xuất hiện một lớp ngắn trong vai Như Liên, con gái giả trai, trong vở Đưa Em Về Quê Mẹ của tác gia Hoàng Ngọc Ẩn, giúp nghệ sĩ Vũ Minh Phương có tiền trị bệnh. Vẫn còn đó một Kiều Hoa đầy phong độ, đồng nghiệp, khán giả khá bất ngờ trước tài ca diễn của chị. Chị đã thu được album mới nhất của mình trong năm 2007 và đang chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn nước ngoài. Chị bất ngờ ra đi ngày 31 tháng L năm 2008, tức ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Hợi, còn đúng một tuần nữa là tới Tết Mậu Tý bởi căn bệnh ung thư quai ác. Nhiều đồng nghiệp thương tiếc chị, không ai nghĩ Kiều Hoa vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Sinh ký tử quy là lẽ đương nhiên của con người, nhưng chị đi nhanh quá để lại bao niềm thương tiếc. Bài viết này góp thêm một thông tin nhỏ về sự nghiệp và cuộc đời của nghệ sĩ Kiều Hoa như một nén hương thắp cho chị. Trân trọng gửi đến những ai vẫn còn yêu quý chị Kiều Hoa, một giọng ca vàng của sân khấu cải lương đã vĩnh viễn im tiếng trong giấc ngủ ngàn thu. Cả cuộc đời chị Kiều Hoa như cánh chim trên biển, luôn đương đầu cùng sóng gió, hiến mình cho sự nghiệp ca hát, làm tròn trách nhiệm một người con, một người chị, một người mẹ trong gia đình. Trò chuyện với nghệ sĩ Kiều Hoa đoàn cải lương Vĩnh Long. Nghệ sĩ Kiều Hoa vào nghề năm 1963 trên sân khấu đoàn cải lương Kinh Đô, Bầu Hoài Trung Hoài Mỹ. Vai đầu tiên chị đóng trên sân khấu là vai Đào Con trong vở Sâu Chuỗi Ngọc. Từ đó đến nay đã hơn 40 năm, chị vẫn gắn bó với sân khấu cải lương đồng bằng sông Cửu Long. Xem gánh hát là nhà, khán giả là người bạn đời tri kỷ. Chị có thể cho khán giả biết mình đi hát từ lúc nào và vì sao lấy nghệ danh Kiều Hoa. Tôi tên thật là Khưu Thị Bông, gia đình tôi có đến 7 anh chị em, tôi là con gái thứ 3 trong nhà, được ba má cưng chiều, nhưng ngay từ nhỏ đã mê ca hát. Từ những năm tiểu học tôi mê giọng cô Thanh Hương ca những bài vọng cổ như Lắng Tiếng Chuông Chùa, Cô Bán Đèn Hoa Giấy, tôi mê đến thuộc nằm lòng. Tình cờ tôi được biết lớp dạy ca cổ của thầy Út Trong nên xin ba mẹ cho theo học. Lúc đó chị Thanh Hương đi hát đoàn Hoa Sen của Bầu Bảy Cao. Tôi được mẹ dẫn đến đoàn Kinh Đô xin hai cô Hoài Trung, Hoài Mỹ cho theo nghề hát. Và đoàn hồi đó tôi lấy nghệ danh Kiều Bông, nhưng đạo diễn Điêu Huyền đã sửa lại là Kiều Hoa. Hơn 40 năm buồn vui với sân khấu và khán giả, chị có nghĩ mình là người gặp nhiều may mắn. Nói đúng ra, tôi vốn chịu nhiều thiệt thòi trong nghề, vì không có người nâng đỡ, nên ít có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đời đi hát của tôi đã trải qua các đoàn, Tuấn Kiệt, Trăng Mùa Thu, Sao Ngàn Phương. Đến năm 1975 tôi lập đoàn Song Bé Ba, rồi tiếng hát Kiều Hoa, Vĩnh Long. Sau năm 1994 tôi về nhà hát Trần Hữu Trang, sau đó về lại đoàn Vĩnh Long cho đến hôm nay. Người xem nhớ đến chị nhờ giọng ca mượt mà, truyền cảm. Nhiều vai diễn đã in dấu trong tâm trí khán giả về một nghệ sĩ Kiều Hoa tài sắc, nhưng dường như sở trường của chị chỉ thích hợp những vai đào võ. Tôi có thể đóng được nhiều loại vai, tuy nhiên, nếu nói đào võ là sở trường của tôi cũng không sai, vì tôi đã diễn qua nhiều số phận hiệp nữ trong các kịch bản kiếm hiệp kỳ tình trên sân khấu cải lương. Anh hẹn hò
Hồi ở đoàn sông Bé Ba, tôi đã đóng nhiều thể loại vai trong các vở Đường Vào Xứ Mây, Ai Mời Chén Biệt Ly, Người Điên Trên Sông Lạnh, Kim Hồ Điệp, Sang Hậu, Lâm Sanh Xuân Nương, Lôi Phủ. Chị tâm đắc nhất vai diễn nào? Vì sao? Đó là vai Hương trong vở Bông Ô Môi của soạn giả Loan Thảo. Vai này tôi được giải âm một toàn quốc tại Hội Diễn Sân Khấu Chuyên Nghiệp năm 1983. Vì sao chị không nhận đệ tử và truyền nghề? Tôi không có khiếu làm thầy, vả lại mình chỉ dám góp ý cho các em diễn viên trẻ, chứ không dám nhận là thầy. Trong số các diễn viên trẻ từng gắn bó với tôi, Thanh Hằng rất có triển vọng. Nhưng hiện nay Hằng đang định cư ở Úc, ít có điều kiện để phát huy nghề nghiệp. Nếu còn ở trong nước, tôi tin Hằng sẽ có nhiều vai diễn để đời. Đi lưu diễn khắp nơi, chị nhớ nhất kỷ niệm nào? Lần tham gia biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 5 tại Hà Nội, đoàn tiếng hát Kiều Hoa Vĩnh Long lưu diễn miền Bắc hơn 6 tháng. Tình thương của khán giả đất Bắc dành cho cải lương miền Nam thật ấm áp và chân tình. Cho dẫu đời sống sân khấu có khó khăn đến đâu, tôi tin khán giả mọi miền, từ thành thị đến thôn quê, vẫn hết lòng yêu cải lương như ruột thịt. Các con chỉ có theo nghề mẹ. Tôi có hai cháu. Cháu trai lớn là Vĩnh Thuyên đã từng làm người quản lý cho ca sĩ Lý Hải. Hiện nay Vĩnh Thuyên vẫn tiếp tục công việc tổ chức biểu diễn và tổ chức sự kiện cho các ca sĩ. Dù cháu không theo nghề của mẹ nhưng vẫn dính dáng đến sân khấu, tôi cũng mừng. Còn cháu gái thì không theo nghề nhưng nghe mẹ tâm tư đã kết đi chặt một lời với hoài niệm sắc son và tròn duyên đôi lứa. Tôi đã nhận tiền của Phùng Trang Chủ. Một số tiền nhỏ mọn làm sao đổi được Thanh Bảo Kiếm. Ân ca, ân ca hãy nhận đi cho Loan vui. Loan cô nương, xin hãy thương hại dùm một cánh chim phiêu bạc. Tôi sẽ mang trọn ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời. Hồ Vũ ân ca, còn chiếc áo? Chiếc áo? Tôi đã cầm trong tiệm cầm đồ ở Liễu Châu. Tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo trước khi rời khỏi Liễu Châu. Thôi, ân ca hãy để dành tiền mà làm lộ phí. Chiếc áo vô tri nào có nghĩa lý gì đâu. À, còn đây là thanh bảo kiếm, có khắc tên Vương Hồ Vũ. Xin ân cần trao trả lại cho cố chủ thanh gươm. Loan cô nương ơi, đối với cô nương tôi tuy là một kẻ tri ân, nhưng thật ra khi bước chân đi tôi lại là người mang nặng nề. Mục đích tôi đến Phùng Gia Trang bán thanh bảo kiếm
ngoài việc kiếm tiền chuộc áo, và trước giờ giả biệt tôi mong được gặp một người con gái tuy sơ ngộ mà niềm luyến lưu lại tâm sâu hơn biển rộng sông đầy. Lại trân trọng nhận thêm ân tình như trong trong dòng tay theo lầm cô gầy. Dù sau này trên bước đường bổn ba xuôi ngược, bụng đói lưỡi khô cũng thề không để mất áo rời gương. Tâm thân cô lự mang sương giang bắc gió giang nam, mà hồn tôi vẫn vọng tưởng một phương Liều Châu kỷ niệm. Ôi ai biết được sợi tóc mềm như tơ nhuyền mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời. Hồ Vũ ân ca, trong đời há dễ tìm được phút giây táo ngộ, nhưng còn biết nói làm sao, đành căng răng nuốt lệ để chia xa. Loan cô nương, từ lâu nay tôi đã sống cuộc đời rải gió trường an mai sương cam túc. Tôi thường tự hào từng trải và không ngờ lại dương dứt sông nước Liều Châu. Ngày ăn lữ quan thiên sương, tối ngủ giả cầu ngọc lệ, những chốn đi qua rời xa không tiếc nhớ. Sao giờ định đi xa mà cứ nghe trong lòng nặng trĩu bước chân sầu. Một trái tim tưởng đâu đã chai sạn phong trần, vỡ lớp vỏ mà rõ thật vô cùng mềm yêu. Nhưng đã lỡ rồi còn gì đâu bận biểu, mai một rồi đẩy ai xuất giá theo chồng. Ân ca, vài hôm nữa tiểu muội đi lấy chồng, sao ân ca không ở lại để tiễn đưa tiểu muội? Đưa tiễn làm gì, thêm bận lòng người đi kẻ ở. Xin vĩnh biệt. Khoan, ân ca hãy ngồi xuống đây nghe em kể giấc mộng đêm qua rồi sẽ ra đi. Ân ca có chịu nghe không? Vâng, Loan cô nương hãy kể, tôi nghe đây. Vâng, đó là một giấc mơ kỳ diệu. Yên thắm
tắm tươi tuyệt vời, nắng ấm bên người, duyên thắm tươi tuyệt vời, nắng ấm. Vũ, tên tuổi của nhà ngươi lẫy lừng trong thiên hạ, nhưng ta không ngờ ngươi chỉ là tên đốn mạc đế hèn. Bây giờ Trác đại sư ca định làm gì? Ta sẽ giết kẻ nào phá vỡ cuộc hôn nhân và dẫm bừa lên hôn lễ. Vũ ca, Loan cô nương, đó chỉ là giấc mơ, sao cô nương lại quá hãi hùng? Tiểu muội sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. À, rồi đây tiểu muội sẽ ngậm ngùi lên kiệu cưới, còn hồ vũ ân ca sẽ về đâu? Xa lắm, kiếp mây quan còn biết phải về đâu, xin giả biệt. Dương hồ vũ. Ngồi có 17 tuổi đầu và mơ tưởng đến chuyện vợ chồng, không sợ cha đánh đòn con à? Dạ thưa cha, năm nay con đã 17 tuổi rồi. 17 tuổi thì sao? Dạ 17 tuổi thì... Thì sao? Thì có chồng được rồi. Dài 17 tuổi có chồng là phải rồi. Dạ. 17 tuổi, người trong mộng ước của con như thế nào? Dạ, dạ, dạ. Người chồng trong mộng ước của con thuộc hạng người nào? Dạ thưa cha, con thường tâm tình với các bạn gái. Người trong mộng ước của con phải là một hoàng tử trẻ già đẹp trai bậc nhất, sống toàn nghiệp gió nghề văn và chưa biết yêu ai một lần nào. Phải suốt đời chung thủy với con, nếu không hả con ở quá cho xong à. Ước vọng con không ngoài phong tục, nằm trong vòng lễ giáo của thánh nhân, cha cũng mong con được như hồng được khi bản đời xưng lứa vừa đôi. Con thể nghiêm anh của thân đường, con xem những lời ngọc châu. Nhưng con ơi, ước mơ của con khi thành tựu trong lúc nước thẳng nhà ha, khi đất nước lâm nguy, mọi người phải quên ước vọng riêng mình để lo cứu nước. Con sẽ khoa mã đề thương dẹp xâm lăng cứu nước. Giang sang đâu bị xâm lăng mà con đòi pha mã đề thương dẹp giặc phụng cơ. Dạ. Còn có thương giang sang tề quốc không? Dạ thưa cha, có. Còn có nuôi chi bảo vệ tề trào trong lúc lương dân đã nặng ơn nặng nghĩa không? Dạ thưa cha, con phải làm gì? Thì con phải hy sinh toàn niềm ước vọng của con, dứt khoát quên hình hoàng tử trong mơ. Con phải nuôi dòng cho thanh chúa anh cha dẫn con vào thiền hòa đình, xin được tiến cung. Nghĩa là con phải ứng thuận một lão già đáng hàng thúc cô để làm dòng. Con không thể dâng lời, xin cha xét lại thương con. Qua xuân chưa nở đã tàn, thì đâu có chúa sống.
hỡi xưa có Dương Tư Đồ lại con để cứu Giang Sang khỏi tay gian thần bệnh sát. Ngày nay muôn cứu tề khỏi vào tay họ Tả thì chả phải lại con cha vì cấm tu Giang Sang và cũng vì lòng hiếu đề con xin tuân lời nghiêm quân nuốt đăng cai cho về tới hồng bám dưỡng hồi mai giang mong giấc mong đã tan tành mong đời chưa thấy đã vỡ tan đời tôi băng kinh đổi bình an xa thấp tiêu rẻ gì mà con chẳng chịu hy sinh cánh hoa đào mơn mởn hương xuân sanh về lão vua già đủ ba khung sáu diền lại thương thân vui đừng nữa nữ nhi của mấy ai tự dừng lấy ở duyên mình. Cha sẽ bàn cùng thái giám thiệt hơn thảo sơ chương dân con vào cấm nguyện tất cả rồi cũng trôi qua có gì đâu mà em phải lo xa không có cha nhưng vẫn được chăm sóc tận tình đành lại còn làm khổ lấy tươi chị em à. Người dân Thới Bình thôn tuy tay lắm chân bùn, nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo lòng nhân ái. Hạt môi chia đôi cũng thơm tình nắng nghe chớ quy gia chỉ cái cặn bã danh như bóng nọ tội tình gì mà phải đau khổ. Cuộc đời còn dài, em đừng nghĩ ngợi gì cả. Sống với chị nè, có cháo thì ăn cháo, có rau thì ăn rau. Nhưng chị ơi, em làm sao quên được kỷ niệm đầu đời của thời con gái. 2 năm rồi mà em vẫn chưa vui qua được hay sao? 2 năm trời, hơn 700 ngày đêm thâm thầm, đã biết bao lần non mòn nguyên xê, biết bao lần mặt nhật vắng trần gian. Tội nghiệp cho em
nỗi bất hạnh đã giáng xuống làm vợ tan ước mơ xưa của thời con gái. Còn chi đâu mà em chờ đợi mãi vì nụ hoa tàn thì bước lại bay đi. Đành rằng là như vậy, nhưng riêng Triệu Vĩ thì khác. Em nghĩ chắc có hoàn cảnh trói buộc gì đó cho nên nữa hãy nói ra là cô binh vực hắn. Như chị nè, chị hiểu cái bọn đàn ông quá mà, nhất là cái bọn thừa tiền lắm của. Lòng chung thủy của họ ví như là món đồ trang sức, khi cần thì đeo vào, lúc không cần thì lột ra. Thôi nghe lời chị đi, đừng có buồn nữa. Khóc hoài rồi sanh bệnh là khổ đó. Chị Tám, em xin nghe lời khuyên của chị. Bữa nay bán ế thì ế, nhưng mà cũng không quên mua cho em 2 lon gạo nè. Chị Tám, lòng của chị thật là cao quý, suốt cuộc đời em chẳng dám quên. Tuy không phải cật ruột mà còn hơn là thâm tình máu mồ. Kiếp này nếu không trả được, nguyện kiếp lai sanh làm thân khuyển mà. Từ đây sắp tới nha, em khai tử cái tiếng chị đó, em kêu bằng em, nghe không? À, tôi... Coi kìa, anh... À, thưa... Cái gì vậy? Ừ, anh về mới được. Coi kìa, anh đi qua đây nè, đi qua đây ngồi uống nha, uống rượu với em chút xíu nữa đi, ở chơi với em chút đi mà. Dần dần dung chuyển.
sẽ trở lại ngày mai. Khi anh làm gì gấp vậy không tội nghiệp em sao? Anh về rồi em ở đây trong trại cô đơn, một mình em dưới ánh đèn khuya, ôi lạnh lùng. Anh ơi, thương em xin anh nên ở lại, ở lại một lát thôi rồi về cũng được mà. Ở với em bên này, còn bà thương ba bên ấy à, cũng trong đèn ngồi chờ tôi thâu đêm suốt sáng à. Thấy tình cảnh của em đây, cô đơn vất vả, tôi cũng thấy thương thương, nhưng không biết phải làm sao hơn. Em ơi. Dạ. À nè, em hãy uống thêm ly này cho ấm lòng đáng lành. Ly ấm lòng đáng lành à? Câu nói của anh làm em nhớ đến ngày cưới. Hả? Tim em quá rộn ràng. Em hát ngay trong đêm tân hôn à. Bài hát nói lên nỗi lòng mình, phải chi lúc bấy giờ xác này mà được hồn trương ba thì tuyệt quá phải không anh? Nhưng hả? Em quá thất vọng vì xác phàm phu tục tử ấy chỉ biết thu lỗ cọc cằn ồn ào và đòi động vòng sớm không à. Thì ra em đã yêu. Phải, em đã yêu xác lên hàng thật. Nhưng mà em yêu hồn của một chàng nhà nho tao nhã, một thư sinh, một ông đồ. À, tôi có thể nào nghe được bài hát đó không? Vâng, em sẽ hát cho anh nghe bài hát ấy. Hát đi, em hát coi. Đêm nay mới thật là đêm, ai đem trăng sáng dài lên giường kia. Đêm nay mới thật là đêm, ai đem trăng dài lên trên giường kia. Nghe em hát làm cho tâm hồn của anh bàng hoàng xao xuyến. Lòng của anh bàng hoàng xao xuyến ừ. Cũng như hồn của em đang mọc trên bay cao. À, nhưng mà còn anh hàng thịt chồng em. Tao xỉn cho được. Đâu rồi? Còn khốn nạn đâu rồi? Mày ra đây. Ra đây. Ra tao biết. Mày ra đi. Mày, mày súc vật chứ không phải là vợ tao. Nghe chưa? Ừ. Cho mày biết, nếu không có rượu cho tao uống, tao say đêm nay là mày chết mẹ mày. Đầu tiên đời em mới biết
đường để chọn là tới pháp trường đền tôi đoán chiều trung. Tên tử tội đã cúi đầu chờ đã nắng, có còn gì nữa mà cầu khẩn gian sinh. Dù cho gã làm can cân tàn ba, nhưng phải từng bị để làm hướng cho kẻ khác. Con biết lòng phố dương dâu Đại Dương ơi, em đã bị tử thương, chắc không còn sống được. Hồng Điệp, Hồng Điệp ơi, anh cảm ơn em đã lấy thân xác mà che cho anh tròn mạng sống. Thủy Tinh ơi, anh đừng bận tâm lo nghĩ, che thân đi cứu người mình yêu. Dù phải chết là lòng em đã mãn nguyện. Em đã vì tôi mà hy sinh cuộc đời xuân hương, vậy mà anh lại hững hờ chẳng nghĩ đến duyên em. Hồng Điệp, hãy để cho anh nhổ tên và băng bó lại vết thương. Thủy Tinh ơi, vết thương này không quan trọng bằng vết thương lòng. Nay anh hiểu rõ là em đã thấy vui trong cái chân. Dạ, em chỉ xin anh lần sau cuối. Anh nghe đây, anh nghe đây. Hồng Điệp ơi, em muốn gì thì cứ nói, anh sẵn sàng làm theo ý của em. Thủy Tinh ơi, trước khi xin anh lần sau cuối là đưa xác em trở về nơi ở chung đồng đinh hồ và xây một năm mộ nằm lâu nay anh đã lãng quên một mối tình cao cả. Giờ hiểu lòng nhau thì cũng là lúc em nói câu vĩnh biệt, ôm giấc nghìn thu vào lòng quyết lành muôn đời. Quanh khắp mây xa
lạc dưới cung trời. Đại dương dù có thác nhưng lòng em đây. Không, em không thể nào chết được. Em phải sống với anh Hồng Điệp à. Mẫu hậu muốn sinh tội cho các bọn phản loạn à? Chính bọn chúng đã âm mưu liên kết với Lý Công Quận và nghe lời suối bảo của mẹ mà chống lại tôi. Quả Thiêu Tiêu Sơn Tự và cả làng Từ Sơn là để dằn mặt cái bọn chúng đó. Con nhất định không thả nhà sư Giang Hành. Không. Và con nhất định Quả Thiêu Tiêu Sơn Tự đi đắp thêm bương bảo tàng của con à. Đúng. Nhưng con không nghĩ gì đến mẹ sao? Mẹ, con nhức đầu quá rồi mẹ ơi. Mẹ nên nhớ, đây là triều đại mới mà Lê Long Định làm vua. Con nữ, mua tiếp. Ta bảo hãy lui tất cả. Mua tiếp. Đấm bóp cho ông con chỗ này nè. Dương Nhi làm vua phải nắm rõ luật trời, thì dân thịnh thì quốc hâm, dân suy thì quốc loạn. Làm vua con phải nắm rõ chuyện hướng dân. Tại sao con lại hủy hoại vô cùng khung, trong khi con vui đời trai trong lạc thu điên con. Giữa triều mình làm việc mà hãy nằm thì nó khỏe, nó sướng chứ có gì đâu mẫu hậu nói. Thôi, mau mau về đi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi khi thanh sắc không còn nữa, son phấn tàn giả từ sân khấu ai còn nhớ, một đời nghệ sĩ kiếm cầm
đời nghệ sĩ kiếm cầm ca. Còn nỗi buồn nào hơn khi người nghệ sĩ phải xa lìa ánh đèn sân khấu, nơi mà suốt mấy mươi năm họ đã gắn bó từ tuổi thanh xuân cho đến khi nhan sắc phai. Lần được làm ông hoàng bà chúa, quay dục đất trời lòng lấy kêu sơ. Buồn nào hơn lúc bóng xế tuổi già, sống yêu quanh trong hào quang kỳ. Đói quá vô tình đau người đành quên làng, nào họ
thì nay con phải bôn ba tìm mẹ chốn duyên đây. Một quan ơi, mấy cửa một môn mà bần tăng đã trải qua rồi, có sao mẹ già đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy lửa hồng với những giạt dầu sôi. Tiếng tội nhân than khóc sơn lao, tiếng xiềng xích của gian cảnh máu đổ sương rơi của ngục A Tỳ, khiến cho già bần tăng thêm não nề như kim châm mũi xa. Tìm thấy mẹ già chân họ già nhớ thương, như cụ lao cúc dục thăm mong, con chưa đền đáp mẹ đã xa lìa cõi thế. Người ơi xót xa vai tình mẫu tử, nghĩa sinh thành chúa xót giả bần tăng, dốc lòng báo đáp thầm ân, muôn khổ nhọc tự sanh chi màng. Con ở trên dương gian có ngờ đâu mẹ già đang bỏ an, sao đơn đau biết bao trên tàn giống từng dòng máu. Mẫu thân đang thọ khổ giữa bàn trống bên lửa đó thao. Ông đau xót lòng con lệ chảy tuôn dòng, phải chăng khi còn trên mẹ chẳng bao giờ kính Phật trọng tăng, cho nên sau khi thác xuống âm cung mẹ phải bỏ lăng những đức hình trong này. Mấy bát cơm vừa dâng lên đã quá thành lửa cháy, còn xót thương cho thân thế mẹ già. Trọn đời sám hối
tiêu trừ tội chướng. Phật pháp vô biên vô lượng, dân nghĩ xa cho người hướng thiện hồi tâm. Du Lan kinh Phật tụng niệm ngày đêm, nên qua một mẹ già mau giải thoát. Dưới Phật đài khói hương bạc ngát, con thấy phiêu diêu